Ôi, ủa cái bọc gì bự vậy ạ? Trời ơi, bữa nay giỡn người ta quá thịt heo á. Trời ơi, tùng lâm giỡn chưa? Tùng lâm mua thịt heo kìa. Tiền ơi, ai bán một thịt heo cho con ạ? À? Ai bán vậy? Ai bán một thịt heo cho con? Ai bán vậy? Trời ơi, ông phải theo đã ta. Ôi, ông phải theo đã ta. Đâu chỉ bầu phải theo vậy? Ủa không phải theo. Thịt vịt. Thịt vịt hay thịt gà vậy á? Thịt heo hay thịt vịt? Hay thịt gà? Vịt. Gà. Gà. Vịt. Rồi chú Tư bỏ nó, chú Tư không xách vô chú Tư. Cậu Tư. Đâu tin không? Thôi mình đẩy đem vô hả con? Đẩy đem vô ha. Rồi đi vô. Đi vô, cậu Tư này kỳ quá à. Cậu Tư không xách thịt vô trơn á. Đi vô hả con? Rồi. Đi ra làm sao nha? Đẩy con ra làm sao, đem thịt heo, ủa lộn, đem thịt vịt, thịt gà ra làm sao nha. Chú Tư ra kìa. Ủa cậu Tư ra kìa. Cậu Tư ơi, sao cậu Tư không đem thịt vô? Cậu Tư ơi, em vô. Trời ơi giỏi quá. Đi mua thịt vịt, thịt gà gì? Thịt vịt hay thịt gà vậy? Vịt. Giỏi quá. Mình nên đi chợ mua gà treo lửng lẳng nữa ta ơi. Bánh tầm. Ổng đói rồi đó. Ổng đói rồi đó. Đói 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 đói. Ngon quá ngon quá. Ngon quá. Ngon quá ngon quá. Ngon quá. Nói đi, ngon quá ngon quá ngon quá. Quá. Ngon quá. Ngon quá. Nói đi, ngon quá. Bữa nay ba tính chạy lên đây không? Hai ba tính chạy lên đây không? Tín tín tín. Tín tín tín. Tín tín tín. Thịt vô cậu Tư. Rồi giọt rồi. Không được không chị con. Nói gì thịt heo. Nó bừa à. Nói đi con.